chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử bà Nguyễn Thị Doan. Bà Nguyễn Thị Doan sinh năm 1951, bà là một cựu chính trị gia người Việt Nam. Bà từng là phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2016. Bà nguyên là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8, khóa 9, khóa 10 và khóa 11, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Hà Nam. Bà nguyên là hiệu trưởng trường Đại học Thương mại. Thời còn giữ chức vụ phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà còn kiêm nhiệm các chức danh khác như ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ tịch Hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Trong gần 10 năm, từ năm 2006 đến năm 2016, bà Nguyễn Thị Doan được đánh giá là một trong những nữ chính khách có kinh nghiệm và là quyền lực nổi bật nhất trên chính trường Việt Nam, bên cạnh các nữ chính trị gia khác như Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch nước, bà giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 5 từ năm 2016 đến năm 2021. Về tiểu sử và quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Doan sinh ngày 11 tháng 1 năm 1951 tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bà là giáo sư, tiến sĩ kinh tế và có trình độ cao cấp về lý luận chính trị. Bà Nguyễn Thị Doan gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 11 tháng 7 năm 1982. Từ năm 1968 đến năm 1973, bà học và tốt nghiệp tại Trường Đại học Thương mại Hà Nội. Từ năm 1974 đến năm 1979, bà là giảng viên Trường Đại học Thương mại. Từ năm 1981 đến năm 1992, bà là nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế tại Bugadina, sau đó sang Pháp học và làm luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Quản lý Kinh doanh Châu Âu. Từ năm 1993, bà là hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. Từ tháng 6 năm 1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, bà được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 8 năm 1999, tại Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, bà được bầu làm Ủy viên Ban kiểm tra Trung ương. Tháng 4 năm 2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phân công giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 12 năm 2005, tại Đại hội Đảng khối 1, cơ quan Trung ương lần thứ 6, bà được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy khối. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 25 tháng 7 năm 2007, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 7, bà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay cho bà Trương Mỹ Hoa. Tháng 1 năm 2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 26 tháng 7 năm 2011, bà được Quốc hội khóa 8 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, bà đã được Quốc hội khóa 8 miễn chức vụ Phó Chủ tịch nước.